Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 5 trong loạt clip luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 5 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập hai tay với những động tác đánh số 8 ở clip 4 vừa rồi. Trước tiên, chúng ta cũng cứ cầm côn cách khoảng 2 cm. Đó, 2 cm đầu côn. Sau đó chúng ta tập đánh số 8 ngược từ dưới lên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn Đức. Bạn Đức đứng ở giữa màn hình. Đó, đánh ngược từ dưới lên nào. Vị up. Đó, đánh ngược dưới lên sẽ là như thế này. Đều tốc độ nhé. Thôi, giờ sẽ là động tác đánh thuận từ trên xuống. Đây, đánh số 8 thuận từ trên xuống. Có nghĩa là như thế này. Bạn Minh Đức dừng lại nhé. Đúng nguyên này, sẽ như thế này nhé. Mình sẽ đánh xuống, sau đó là vào trong này, ra ngoài, vào trong, ra ngoài, vào trong, ra ngoài. Nó sẽ là như vậy. Đây là thuận từ trên xuống nhé. Đây, đánh nhanh. Đó, rồi bạn Đức thực hiện này. Chuẩn bị. Up. Thôi, bạn Đức quay lưng lại. Chờ chút. Rồi, yêu các bạn đánh số 8 ngược từ dưới lên. Up. Đó, các bạn tập theo như thế này nhé. Đánh từ dưới lên nhé. Thắt từ dưới lên. Bạn Đức tập chậm tốc độ lại này. Đó. Đó. Thôi, bây giờ bạn Đức đánh số 8 thuận từ trên xuống, số 8 ngang thuận từ xuống, up, bổ, đó, sẽ bổ như vậy đấy. Thôi, bạn Đức xoay ngang cho các bạn xem, chuẩn bị, ngược từ dưới lên, up. Các bạn tập tốt ở clip 4 rồi thì clip 5 này không có gì là khó khăn cả. Ngoài chúng ta tập cùng lúc thôi. Thôi, chúng ta đánh từ trên xuống nào. Thuận nào, up. Tập hai tay cùng lúc đấy. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập đánh số 8 dọc cùng chiều đấy nhá. Đánh như sau này, khi số 8 dọc này nó sẽ nghịch với thuận, nó sẽ là đảo nhau. Đây, ví dụ chúng ta đánh ở ngoài vào thì cùng hai côn cùng chạy ngoài vào như này, sau đó lên trên, đó đó, lại lần lên trên rồi xuống dưới nào, tiếp tục nào, đấy, tiếp tục liên tiếp để thành số 8 này. Đó, bạn Đức đứng dịch ra giữa màn hình nào. Đấy, các bạn có nhìn rõ không? Cái này rất là quan trọng nhá. Nào, lại nào. Đó, cái động tác này rất là quan trọng mà các bạn cần phải tập thật tốt để sau này rất là liên quan đến nhiều động tác chiến đấu và biểu diễn nghệ thuật cũng có luôn. Nó phải cùng tốc độ. Thôi, mà đánh ngược lại nào. Đúng rồi. Đây. Nãy là bảo đánh như thế này. Ở ngoài vào, rồi lên, ngoài vào rồi lên. Bây giờ bạn cần đánh như này. Xoay trong, ngược lại, xoay trong, ngược lại. Bạn để hai tay gần như là chéo nhau thế này nhé. Sau đó xoay một số 0 như này. Hiểu chưa? Đấy, ok, đứng ra giữa màn hình vừa làm nhé. Xoay xuống không này. Đấy, chính xác. Đó.
Ôi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tập động tác cầm nghịch thân côn. Cầm ngược lại, giơ thẳng ra, đúng rồi. Sau đó chúng ta đánh số 8 ngang nghịch từ dưới lên cùng chiều. Đó. Đấy, ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong. Chính xác là như vậy các bạn nhá. Ôi, giờ bạn đánh từ trên xuống nào. Bổ trên xuống, chính xác. Cái bổ trên xuống này cần ngoáy cổ tay rất tốt. Đó. Ôi. Ok. Đấy là những động tác đánh số 8 cùng lúc hai tay tại clip 5 này mình hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.